sáng rồi, dậy đánh răng ăn sáng đi học thôi nào con trai ơi. Cha ơi, con ngủ chưa đã mà, cho con ngủ chút xíu nữa đi cha. Cái thằng này. Được rồi, bây giờ cha đi làm việc xíu nữa, ba giờ là con phải dậy ăn sáng răng đi học biết chưa. Dạ, con ngủ tiếp đây. Thì bây giờ mình phải đánh răng ăn sáng rồi đi làm việc thôi. Lấy cái bàn chải đánh răng này ra, đánh răng cho sạch sẽ nha. Đây là bàn chải kem đánh răng, mình sẽ xé đây ra. Rồi đó mình sẽ dặn ở đây nè, mình dặn kem đó lên rồi nè, các bạn thấy chưa? Bây giờ mình sẽ đánh răng cho răng mình sạch sẽ nha. Đó, chà cái răng của mình hè. Sáng sớm ngủ dậy là cần phải đánh răng sạch sẽ rồi mới ăn sáng. Rồi xong rồi. Bây giờ coi coi còn cái gì ăn không? À có một cây xúc xích. Lấy cây xúc xích này ra, xẻ cây xúc xích này ra ăn coi. Wow, xúc xích sô-cô-la rất là ngon, nhâm nhâm nhâm. Wow, ăn sáng xong rồi, bây giờ mình sẽ làm việc nha. Múc đá lên xe bèn. Tiếp tục nào, múc đá lên xe bèn. Múc đá lên xe bèn, nhanh lên nào. Wow, đá to quá. Tiếp tục rồi, ok. Đi vào đá thôi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, đá xuống. Ok. Đi về nhà kêu con trai dậy đi học thôi. Con trai ơi, con trai. Ngủ chưa đã gì hết mà phải dậy đánh răng ăn sáng đi học rồi. Đồ ăn của con đâu hả cha? Đây đây, đồ ăn của con này đi hè cha. Đồ ăn của con cha cất ở trong cái đồ trộn bê tông này nè. Để bây giờ bà đập ra cho con ăn nha. Bây giờ mình sẽ xé cái ức gà siêu cay ra ăn trước nha. Mấy cái ức gà siêu cay này á, ngày nào mình cũng ăn mình ngán quá là ngán luôn rồi đó. Nhanh. Mấy cái này cứng quá à, ngán quá, không ăn nữa đâu, ăn cái khác thôi. Cái món cuối cùng là cái gì đây, nhìn sao mà ghê quá vậy. Để mình mở ra coi coi cái này sao mà giống như bị hư rồi vậy ta. Nhìn ghê quá vậy. Để mình xé ra coi. Có gì màu đen đen ở trong đây nè. Nhìn ớn quá à. Ghê quá. Cha, cái này giống như bị hư rồi, ăn vô có sao không cha? Hư cái gì mà hư, cái này đồ ăn ba mới mua đó, ăn đi. Dạ gì để con ăn. Nhầm. Cũng ngon đó cha, nhưng mà con thấy ai da, trời ơi, con đau bụng quá trời. Hả, cái gì, con bị đau bụng hả? Dạ, con thấy đau bụng quá, sau khi ăn cái đó vô con thấy đau bụng quá trời. Không được rồi, con ở nhà chờ cha nha. Để bây giờ, cha đi mua thuốc cho con uống nha. Đau quá, cha đi lẹ cha ơi. Rồi, chờ ba xíu, ba đi nhanh về nha. Cha đã bị mình lừa rồi. Mình giả bộ đau bụng chứ mình đâu có đau bụng đâu. Ăn uống no nê rồi, bây giờ mình đi chơi, mình không đi học nữa. Ta vừa chế tạo xong những bàn chó của hồ, lấy ra thực hiện hành vi đen tối thôi. Đây là chó của hồ Zuma, còn đây là chó của hồ Rubble, còn đây là chó của hồ Marshall, dưới đây là chó của họ Sky, còn đây là chó của họ Rocky, còn đây là chó của họ Trey, còn đây đây là anh Ryder và chị Kitty. Để những bạn chó của họ ở đây đi thực hiện kế hoạch đen tối thôi. Mình biết chơi bạn chó của họ nè. Đây đầu tiên mình sẽ lấy cái phao cứu sinh của bạn chó của họ ra nè. Đó, mình gài đây nè. Đó rồi, sau đó mình sẽ bấm cái cò nè. Bấm cái cò này là cái phao nó sẽ bay ra. Bây giờ mình bắn nè. Đó, hay chưa. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ tiếp cái phao cứu sinh bên này ra nè ha. Rồi bây giờ mình sẽ gài vô nha. Đó, rồi mình bấm vô này nè nha. Nè, bấm nè, nhìn nó bay nè. Đó, hay quá đi. Cái đồ chơi chốt của họ này chơi rất là hay luôn. Con mồi đã cắn cầu. Ê, này cậu bé kia, tại sao cậu bé dám chơi đồ chơi của ta hả? Dạ, chào chú Khủng Long, con đâu biết đâu. Con tưởng đồ chơi của ai để đây nên con vô con chơi. Tại sao dám chơi đồ của ta chứ? Dạ con xin lỗi chú tha lỗi cho con. Ta chỉ giỡn với con thôi. Nãy giờ con chơi con có đói bụng không? Dạ có. Con lại đây. Ở đây chú có kem với kẹo nè, con có ăn không? Dạ có, con có ăn. Chờ chú xíu để chú lấy cho con nha. Dạ. Đây,
Đây là kẹo hành tinh nè. Còn đây, đây là kem nè. Wow, ngon quá à, cho con ăn đi chú. Ừ, để chú bóc ra cho con ăn nha. Đây, để chú bóc ra cho con. Đây là kem sô-cô-la rất là ngon luôn. Wow, cái kem sô-cô-la thơm quá à. Ăn miếng coi, nhâm 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 nhâm. Wow, ngon quá chú ơi, ngon quá chú ơi. Nhâm 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 nhâm. Wow, mát lạnh quá chú ơi. Kem ngon lắm phải không con? Con ăn tiếp kẹo đi. Dạ, để con bóc kẹo ra ăn nha chú. Wow, cái viên hành tinh này nhìn đẹp quá à. Xé ra coi. Wow, thơm quá đi. Ở trong này không biết có gì không? Wow, có cái nhân màu đỏ hay gì trong này nè. Đó, rất là ngon luôn. Ăn miếng thử coi, nhanh. Wow, ngon quá chú ơi, ngon quá chú ơi. Ừ, kẹo của chú mua bên Mỹ rất là ngon nữa đó con. Ngon quá chú ơi, nhưng mà chú ơi, sao con thấy nhức đầu quá xỉu. Đứa nhỏ đã mắc bẫy của ta rồi. Đây là kẹo thuốc mê mà. Bây giờ ta sẽ bắt cóc nó, bỏ nó vô trong xe, chở nó đi bán thôi. Hai loại thuốc này giá tiền khác nhau. Ủa vậy hả khủng long xanh? Thuốc micro bao nhiêu vậy hả khủng long xanh? Thuốc micro uống lâu hết hơn 10.000, còn thuốc bình sữa thì mau hết tới 100.000. Bạn muốn mua loại nào? Ô vậy hả? Vậy bạn bán cho mình loại thuốc bình sữa đi. Được rồi, chờ mình xíu. Đây thuốc bình sữa của bạn nè. Ừ, bạn bỏ lên xe cho mình đi. Rồi, được rồi. Rồi, để mình bỏ lên nha. Ok. Rồi, mình trả tiền cho bạn nè. Tinh tinh. Ok, cảm ơn bạn nha. Chào tạm biệt bạn, mình đi về đây. Bye bye bạn nha. Con trai ơi, con trai, cha mua thuốc về rồi nè. Con trai ơi, chú công an ơi, chú công an, chú công an ơi. Có chuyện gì mà bạn qua đây kiếm mình vậy hả khủng long đen? Chú cảnh sát ơi, con của mình đã bị bắt cóc rồi. Bạn có thể đi tìm con của mình được hay không? Ồ, vậy hả? Được rồi, vậy bạn ở đây đi. Mình sẽ đi tìm con của bạn cho. Ôi, đằng kia có một đối tượng rất là khả nghi. Hình như hắn là tên bắt cóc. Ở trên xe có một đứa trẻ. Bây giờ mình phải nghĩ cách bắt cái tên bắt cóc đó mới được. Mình sẽ lấy khẩu súng thuốc mê của mình để đi bắt tên bắt cóc đó nha. Đầu tiên là mình sẽ mở cái này ra. Sau đó mình sẽ cho nước vào. Ok, lắc đều lên. Rồi bây giờ mình sẽ xịt nước vào miệng tên bắt cóc sẽ bị xỉu, sau đó mình sẽ bắt tên bắt cóc đó. Dạ, xịt nước trong miệng mình vô, xỉu. Kế hoạch đã thành công rồi, đã bắt được tên bắt cóc này rồi, nè con. Dạ, đi con, nhức đầu quá. Con trai, sao con bị tên khủng long này bắt cóc vậy? Dạ, con cũng không biết nữa, hồi nãy con đi qua nhà chú khủng long này chơi xong rồi, cái con được chú cho ăn kẹo với ăn kem xong cái con xỉu luôn à. Hai, con thiệt là, con nhớ nha, không được ăn đồ ăn của người lạ biết chưa? Dạ, con biết rồi. Thôi con đi về nhà đi, cha con đang đi tìm con đó. Dạ được rồi, thôi con chào chú, con đi về đây. Các bạn nhớ nha, lần sau không được ăn đồ ăn của người lạ nha. Ăn đồ ăn của người lạ là sẽ bị bắt cóc đó. Bây giờ mình phải bắt cái tên bắt cóc này về đồn công an nhốt lại mới được.